cha mẹ ký giả Christie nói rằng tòa án Ai Cập là tòa án phi công lý, tính từ Nairobi. Phụ thân ký giả Peter Christie đã nhấn mạnh rằng tòa án Ai Cập là một hệ thống tòa án không có công lý. Ký giả Peter Christie bị bắt cùng với ký giả Mohamed Fahmy, làm giám đốc văn phòng đài Al Jazeera ở Cairo, và nhà sản xuất Baher Mohamed có quốc tịch Canada và Ai Cập, đã bị tòa án Ai Cập tuyên bố phạm tội giúp đỡ cho một tổ chức khủng bố và tuyên án 7 năm tù. Bản án làm xúc động người dân nước Úc và tạo tức giận trên thế giới. Báo chí Ai Cập trong ngày 7 tháng 7 đăng các bản tin cho biết Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi nói rằng ông ta muốn trục xuất 3 ký giả của đài Al Jazeera thay vì đưa họ vào nhà tù. Hy vọng họ sẽ được cho về nước, nhưng hy vọng này đã hoàn toàn tan biến. Trong ngày 25 tháng 7, gia đình cho biết ký giả Christie đã chống án. Ai Cập hiện đang ở trong một chế độ sắc máu. Trong tháng trước, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử cho nhà lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo và 182 thành viên của phong trào này. Tướng Sisi đã lật đổ Tổng thống Morsi trong đầu tháng 7 năm ngoái, đã tàn sát cả ngàn người biểu tình phản đối đảo chánh, bắt giữ hàng ngàn thành viên huynh đệ Hồi giáo. Trong các tháng qua, tòa án Ai Cập đã từng tuyên án tử hình tập thể hàng trăm người. Trong ngày 24 tháng 3, đã tuyên án tử hình tập thể 529 người, là bản án tử hình tập thể chưa từng có trong thời đại văn minh.